Đây các bạn, đây là những mẫu bóng bạc mà mình muốn review cho các bạn xem. Thì nói đến bóng bạc á, thì nó không có thua kém gì về bóng phao các bạn. Thì những cái bóng phao như thế nào thì các bạn xem những cái video trước của mình á, mình đã hướng dẫn cho các bạn á về cách vá, cách bơm và cũng giống như là cách làm sao để cho con bóng nó bơm một cách nhanh nhất á. Thì hôm nay mình review lại cho các bạn các mẫu bóng bạc. Thì các bạn xem, thì cái mẫu bóng phao nó nhiều cỡ nào thì bóng bạc nó cũng tương đương như vậy các bạn. Một bịch của nó các bạn, một bịch của nó là nó tương đương một bọc lớn của nó nha, là tương đương là 100 cây, 100 cái các bạn, tức là một bọc lớn là 100 cái. Thì những cái bên cung cấp đồ chơi, những cái kho hàng mà thuộc về bên bóng bạc á, thì khi chúng ta lại lấy á, thì họ sẽ sắp sẵn, tại vì nhiều khi cái nhu cầu của khách hàng á, không có bao giờ mà mình lấy được số lượng ví dụ như khoảng 100 cái các bạn, trừ khi những đại lý lớn thì họ mới lấy được số lượng khoảng 100 cái, hoặc là những người bán chuyên về bóng bạc á, thì họ lấy số lượng nhiều, tại vì họ lấy một lần rồi sau này họ không lấy nữa, nên họ lấy nhiều để cho nó tiện. Nhưng mà đa phần á, thì bóng bạc của mình khi lại kho của bên cung cấp hàng đồ chơi với bên bóng bạc các bạn, thì họ sẽ phân ra cho các bạn. Phân ra nghĩa là gì? Một mẫu các thường thường một mẫu là 100 cái thì họ sẽ phân ra là một cục, một cái gì là 10 con, một cây là 10 con các bạn, cứ một cây như thế là 10 con đó. Người đã gồm rất là nhiều mẫu để chi, để khi các bạn lấy thuận tiện cho các bạn, không mất thời gian là thứ nhất. Cái thứ hai là mình rất là nhanh chóng, và cái thứ ba nữa là khi các bạn không biết cái mẫu này, các bạn lại điếm này kia, thì cái hàng bạc nó rất là dễ bung các bạn, nó bung dễ lắm. Các bạn tháo nhẹ ra, tại nó bằng bạc mà, nó bung ra rất là dễ, nó bung ra dễ, là làm cho mất cái thời gian của mình cung cấp đồ chơi, họ sẽ sắp lại nữa, thì họ sẽ điếm sẵn cho các bạn là một cục gì là 10 con, một cục thì là 10 con đó. Thì cái quy trình nó là như vậy, nó không có gì hết. Nhưng mà về cái quá trình mà cái cách bơm nó như thế nào thì mình cũng xin nói như thế này. Nhiều khi các bạn buôn bán ngoài thị trường hoặc là ba mẹ có thể là mua những cái hàng này về mình trang trí cho những cái bữa sinh nhật hay nãy kia, thì những cái anh chị mà chuyên về bán thì mình không nói rồi, nhưng mà những cái bạn mà mới buôn bán hoặc là ba mẹ không biết cứ mua về cứ để bóng bạc là nó tùy to, tại vì nó phình to vậy là ba mẹ cứ mua đem về là làm mẫu để bán ngày sinh nhật, nhưng mà không phải đâu. Tại vì khi mua cái này là ba mẹ và các bạn phải biết được cái cách bơm như thế nào. Thì thường thì con cái hàng này thì nó có hai cách bơm các bạn, hai cách bơm. Một là các bạn có thể dùng ống bơm tay, ống bơm tay các bạn bơm từng cái lên. Là ví dụ đây, ví dụ như các bạn xem, một dùng ống bơm tay các bạn thọc, các bạn để vô đây thì các bạn cứ bơm từ từ lên. Thì bóng sẽ khi đầy hơi thì bóng sẽ đầy, các bạn buộc cái thun lại. Nó áp dụng cái cách bơm này là dễ dành cho các bạn những khi các bạn buôn bán ít đó các bạn. Có thể là các bạn chạy chợ hoặc là các bạn bán một khu vực nào đó mà gần á, mà cái số lượng khách, cái lượng khách trẻ em ít á, thì các bạn có thể là dùng cái cách bơm này để mình bơm lên mình bán. Nhưng mà với cái số lượng nhiều, ví dụ như các bạn bán ngày lễ, ngày Tết hoặc là Noel thì các bạn không thể nào bơm bông cốc này được, bơm bông tay này được. Mà khi tại vì bơm ống bông tay này rất là lâu đầy hơi các bạn, thì các bạn phải sử dụng một con cốc, đó là con cốc đạp các bạn. Đây các bạn sử dụng con cốc đạp là tức là sử dụng con cốc này các bạn. Đó, cái vòi này nè, chúng ta phải làm một cái vòi. Chúng ta phải làm một cái vòi nhỏ nhỏ các bạn, cái vòi này nè. Để làm chi? Để khi chúng ta đút vào cái vòi chỗ cái này của món bạc này các bạn, cho nó vừa lỗ. Để làm chi? Để cho chúng ta bơm lên cho nó bóng nó ra hơi nhiều để cho nó nhanh các bạn. Các bạn nhìn mình đạp mấy cái là ống bóng nó rất là đầy, nó nhanh hơi lắm. Một chân đè đó các bạn, rất là nhanh. Thì cái sử dụng bóng này các bạn bơm lên như thế này thôi, bơm lên rồi sau đó các bạn dùng một con cái thun buộc lại rồi mình buộc với cây thôi. Nhưng mà đối với những cái khi đó các bạn lấy hàng này thì các bạn phải chú ý. Một là các bạn phải xác định được là các bạn bán bóng bay hay là bán bay hay là bán cây. Nếu như các bạn bán bay thì nó chế xuất bằng từ những cái khí bay, ví dụ như khí hydro thì bằng nhôm và cây sút. Thì cái chất đó thì mình không review cho các bạn xem được, tại vì cái chất đó là những cái anh chị hoặc cô bác bán lâu năm lắm mới chế ra được cái chất đó mà bán. Thì cái chất đó thì các bạn tự tìm hiểu thì mình không có nói. Nhưng ở đây mình nói về cái việc là cầm cây. Thì
khi các bạn lấy hàng này, nếu các bạn đã quyết định bán cây á, thì các bạn phải thông báo cho bên cung cấp đầu chơi em bán cây thì các bạn phải báo trước, rồi bên cung cấp đồ chơi họ sẽ lấy cây cho các bạn. Nếu như các bạn không lấy cây thì vào những ngày lễ các bạn mua bóng bạc này về. Tại vì bóng bạc này mua về là mình không có kèm cây nha các bạn. Cây là phải phóng riêng. Cây que các bạn. Đó, cây que mình để cho các bạn xem đó. Đó, cây que đó. Đây nè. Đó. Cứ một bịch như thế này là 50 cây nha các bạn. Cứ một bịch như thế này 50 cây. Đó. Nếu như các bạn bán á, thì các bạn phải nói thì bên cung cấp đồ chơi họ sẽ lấy cho các bạn. Rồi, các mẫu thì nó cũng tương đương nhau thôi. Các bạn bơm lên thì nó cũng tương đương với nhau, nên đây mình chỉ review một cái thôi thì các mẫu khác nó sẽ tương đương với nhau nha các bạn. Các mẫu khác nó sẽ tương đương với nhau. Mình không review nhiều đâu, tại vì review nhiều mất thời gian cho các bạn xem lắm. Đó, thì những cái mẫu mã của cái hàng bạc này á như thế nào thì các bạn có thể cập nhật được cái site của mình á. Vào danh mục là hàng bạc thì các bạn sẽ thấy được những hình ảnh trên đó nó nhiều cái nào nha. Mình đã làm đầy đủ những đó từ kích thước trên rồi. Rồi. Cái tiếp theo mình muốn nói là cái vụ cây này nè các bạn, cây nồng này nè. Tại vì sao? Khi các bạn mua về á, các bạn mới buôn bán á, thì mình không biết á, thì mình sẽ hơn lưu ý luôn. Thì những cái cây này nè, khi các bạn mua về á, thì các bạn tháo bịch ra thì nó sẽ có, các bạn sẽ lấy thằng này, lắp vô thằng này. Đúng không? Lắp vô. Đó, lắp vô thì mình bán. Nhưng mà mình xin lưu ý thêm một cái này nữa. Tại vì á, những ngày lễ hoặc Tết Noel đó các bạn thì gió rất là nhiều lắm, gió nhiều lắm, nên các bạn khi các bạn buôn bán á, thì các bạn hãy dùng cho mình một loại keo này các bạn, keo 502 nha. Các bạn chích giùm mình vô đây, chích vô một cái, cái nào cũng chích hết trơn các bạn phải bỏ thời gian ra làm chích để làm chi. Cái thứ nhất á, khi chích vô đây á, thì cái keo nó sẽ cứng. Nó cứng á, thì khi các bạn buôn bán gió hoặc cả nào nữa thì cái đầu keo nó sẽ không xuất được các bạn, tại vì nó đã có keo sắt dính lại rồi. Cái thứ hai, khi mình bán cho con em chúng ta chơi thì khi con em chúng ta chơi, họ cha ba mẹ chở con em đi chơi mà cầm cái bong bóng như thế này nè các bạn, cầm cái bong bóng như thế này đúng không? Đây thì mình sẽ xin mình buộc sẵn các bạn rồi, mình sẽ lưu ý luôn. Đây các bạn. Đó, thì khi ba mẹ mua cho con em chúng ta chơi thì cầm cái bóng như thế này, thì con em chúng ta cầm cái này thì ba mẹ chạy xe đi á thì gió nó bọc cái này các bạn. Gió nó bọc cỡ nào thì cũng không thể nào xức được các bạn, không thể nào xức cây này được. Còn nhiều khi mình thấy ở ngoài thị trường khi các bạn bán, các bạn không chích cái loại cây này nè. Nhiều khi cái đầu cây nó lỏng quá các bạn. Nó lỏng quá. Cái ba mẹ mua cho con em chúng ta chơi, cái lên xe chạy chút xíu là gió bọc cái thằng này ra, là cái thằng này sức ra nó bay luôn các bạn, nó bay ra ngoài. Thứ nhất nó sẽ làm mất đi cái đồ chơi con em chúng ta, thì còn làm là con em chúng ta khóc nè. Cái thứ hai là sẽ bay ảnh hưởng cho những cái người mà chạy xe sau các bạn, chạy xe sau, ví dụ chạy xe đông thì không sao, nhưng mà những cái chạy chiếc xe sau chạy tới thì họ né không được, họ cán lên đây hoặc là họ tránh thì nhiều rủi ro gặp lắm. Nên mình xin lưu ý là các bạn phải chú ý cho mình, là phải chấm giùm mình cây sắt như chỗ này nha, để cho nó chắc lại, thì khi đó nó mới an toàn được, vừa buôn bán an toàn mà vừa con em chúng ta chơi cũng dễ dàng hơn nữa. Trừ khi bóng này bể nó mới xuất ra được thôi, chứ bình thường không thể nào xuất ra được. Đó là những điều lưu ý của mình. Rồi, cái tiếp theo nữa các bạn hỏi á, thường hỏi á, thì bóng bạc này lũng mình có giá được không? Cũng xin thưa các bạn, bóng bạc này lũng thì mình vá được nha các bạn. Vá được hết, tất cả bóng nào lũng cũng vá được. Thì con bóng này vá bằng cách nào các bạn? Con bóng này nó vá bằng cách như thế này nè các bạn. Khi chúng ta lũng thì một là khi các bạn bán lâu ngày thì cái bóng bạc này nó sẽ quơ vào những cây các bạn. Nó quơ vào những cây lân cận. Hoặc là con em chúng ta chơi nhầm khi đưa vào hàng rào thì nó sẽ đâm vào đây nó lũng. Hoặc là cài vào đây nó lũng. Nó xì vô đó. Nếu lũng vô đó thì các bạn phải dùng. Các bạn phải xác định được chỗ đó là chỗ lũng. Ví dụ xác định chỗ này là chỗ lũng các bạn, thì các bạn phải dùng một loại keo. Keo là keo gì các bạn? Đó là keo dán thùng mình á. Đây các bạn. Các bạn cắt cho mình một miếng keo như thế này. Nhưng mà các bạn dùng cái kéo cắt đi cho nó sẽ đẹp hơn nha. Ở đây mình có con cóc, mình sẽ review cho các bạn xem thôi. Chứ mình lấy cái kéo mình cắt thì nó không có cái lò găng cưa như thế này. Thì mình nhìn cái bóng nó rất là đẹp. Đó. Khi các bạn cảm thấy nó lũng chỗ này đúng không, thì các bạn phải chùi sạch chỗ này đã đi, nhưng mà với điều kiện là các bạn không làm cho con bóng nhăn nha. Đây ví dụ đây,
đây các bạn. Thì khi ông bóng như thế này nè, các bạn muốn vá nó thì không thể nào các bạn bơm thẳng lên mà vá cái này được, tại vì bơm thẳng lên thì xì hơi ra đây hết, nó tét hết thì không vá được. Thì các bạn xẹp xuống đó, các bạn xẹp xuống, ví dụ như chỗ này chỗ lủng, lủng ở chỗ này đúng không, lủng ở chỗ này thì các bạn phải nhớ là mình phải để cho cái miếng này nó thẳng ra nha các bạn. Các bạn kiếm một cái miếng gì nó ví dụ như con Doraemon nó chịu đây, thì các bạn phải kiếm một cái miếng nào mà để cho cái miếng bọc này, cho cái miếng bọc này nè các bạn. Cái miếng bọc này không có được dùng lại nha. Ví dụ như cái này là dùng nè, dùng các bạn dán thằng băng keo này xuống, dán băng keo này xuống thì bắt buộc nó sẽ xì theo đường kẽ của miếng dùng này nè các bạn. Nó xì theo miếng kẽ này của dùng thì nó không thể nào nó kín hơi được đó. Thì các bạn phải để làm sao cho cái chỗ mà lủng của chúng ta, lủng chúng ta nó phải bằng luôn, nó trơn luôn, nó không còn có miếng nhăn này nữa nha các bạn. Nó không có miếng nhăn này nữa thì các bạn sẽ miếng dán một miếng keo trong này vô. Khi bạn dán miếng keo trong vô, các bạn vuốt thoải mái, các bạn vuốt, các bạn cứ vuốt, đừng có cho nó dùng các bạn, vuốt đó. Như cái này là dùng này sẽ xì nè các bạn, các bạn nhìn kỹ chưa nè đó, như cái miếng keo mà dán thì nó xì hơi rồi, các bạn phải vuốt cho nó bằng ra đó thì cái băng bóng nó sẽ không xì nữa các bạn. Còn những bạn nào bán lâu á, kỹ á, hoặc là ba mẹ ở nhà, nếu đối với ba mẹ ở nhà mà con chúng ta làm lủng á, những lỗ lớn quá thì ba mẹ dùng cho mình thêm một loại keo, nó là keo dán mặt, dây keo dán hai lớp hai mặt á các bạn, hai mặt hoặc là màu trong á. Rồi các bạn cứ cắt một miếng băng keo hai mặt nó ra, rồi các bạn đắp vào những chỗ lủng, đắp vào chỗ lủng này nè, đắp vào cái chỗ lủng đó, rồi sau đó các bạn cũng phải cắt thêm một miếng keo hai mặt, một miếng keo trong nữa. Rồi chúng ta cũng phải cắt thêm một miếng này nữa các bạn đó. Chúng ta phải cắt thêm miếng này nữa, rồi ịn lên cái miếng keo hai mặt đó. Ví dụ như keo hai mặt ở ngay con mắt này thì dán keo hai mặt ở đây, chúng ta ịn lên thêm một miếng này nữa thì đảm bảo các bạn là băng keo này dính chắc luôn, không thể nào mà xuất ra được. Đó là những chỗ mà nó lủng ở ngoài nha các bạn, ví dụ như lủng ở ngoài, lủng ở những chỗ dễ thấy. Còn nhiều khi nó lủng vào những cái kẽ này nè, những cái kẽ mà cái ép này á thì bó tay rồi. Những cái miếng này là chúng ta bỏ nha, chúng ta bỏ không thể nào mà chúng ta em chứ không thể nào mà chúng ta vá được, trừ khi các bạn có cái máy ép, có máy ép bọc á thì các bạn có thể để như đây, các bạn bấm lên, các bạn ép lại thì nó có thể là nó sẽ lành lại, nó sẽ không bị xì nữa. Còn bình thường lủng chỗ này mà các bạn không có máy ép là các bạn thua rồi, các bạn phải bỏ cái bóng này đi nha. Rồi ok, rồi cái tiếp theo á, nhiều các bạn nhiều thấy á, nói á, hỏi tại sao cái bóng này á, mà tại sao có cái hình Doraemon này bơm được hay vậy. Đây mình sẽ xin giải cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là bóng lòng con mẹ Kitty. Thì cái bóng này các bạn muốn bơm á, muốn bơm lên bóng này á, thì các bạn phải bơm trước cho mình cái bóng nhỏ trước. Nhưng mà trước khi bơm bóng nhỏ các bạn, trước khi bơm bóng này á thì các bạn phải cho mình một cái hơi lỏng một xíu nha. Đây các bạn phải cho một cái hơi vô trong con bóng trước đi, nó lỏng cái con Kitty ra, lỏng cái con Kitty ra rồi chúng ta mới bơm được Kitty nó dễ dàng hơn. Còn không là nó bơm chúng ta căng lắm. Chúng ta phải cho vài cái hơi vô đó các bạn, cho cái hơi vô hơi nè, các bạn bóp cho con bóng mỗi khi nó gời ra nó không còn cái hơi ép của chân không nữa. Thì sau đó các bạn, một á, nếu như các bạn không có cây bơm này á thì các bạn dùng cho mình một cái ống hút nha các bạn, ống hút giữa cái lỗ này nè đó, các bạn dùng cho mình một cái ống hút, các bạn dùng cho mình một cái ống hút các bạn thọc cho đây nè, thọc cho chỗ này nè các bạn, thọc cho chỗ này rồi các bạn đút sâu vào cái tiêu đây, sâu vào đây, và các bạn dùng cái hơi của mình thổi lên thì nó cũng sẽ lên được. Nhưng mà cái đó nó rất là lâu các bạn, nhưng mà đối với những số lượng nhiều á thì chúng ta phải bơm bằng con này nè, con này là bơm dễ nhất các bạn đó. Chúng ta thọt cái đầu này vô, cái dồi của bơm tay này vô đây thì chúng ta sẽ bơm lên thôi các bạn đó. Chúng ta bơm lên, các bạn thấy không, là cái tia nó sẽ bị lủng, nó sẽ bình thường ra, nó không còn, nó rất là dễ bơm. Nhưng mà nhiều khi các bạn, nhiều cái mình cũng xin nói luôn, nhiều cái những cái con Kitty này nè, khi chúng ta đưa cái này vô bơm thì con này cũng không lên được. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ ép này các bạn, chỗ ép con Kitty này các bạn, khi máy nó ép á, nhiều khi nó ép dính cả cái đường bơm, dính cả cái đường bơm của này luôn các bạn, dính cả cái đường bơm khi chúng ta bơm vào luôn. Thì để bơm, để khắc phục những con đó, hoặc nó vô đây nè các bạn, nhiều khi nó bị co lên như thế này nè đó, thì chúng ta bơm hơi không có được, hoặc nó dính á, thì các bạn dùng cho mình một cái cây, gọi là cây que mà để thường mình ăn xúc xích đó các bạn, que ăn xúc xích á, cây que nhọn á đó, các bạn cũng dùng cho mình á, để vô đây nè, các bạn thọt cái cây vô, mà cái dài các bạn thọt từ đây, thọt từ chỗ này vô đây cho nó lủng cái lưu bên trong các bạn
nó lủng cái đường này nè, cái đường này vô đây nó lủng qua bên đây luôn, nó lủng bên trong luôn. Thì khi đó chúng ta bơm nó rất là dễ. Thì ở đây mình sẽ review cho các bạn nói như thôi, còn thì cái trường hợp đó là nó rất ít khi lắm các bạn, ít khi bị lắm. Nhưng mà những trường hợp nào mà chúng ta bán lâu á, chúng ta bị nhiều á, thì mình xin lưu ý như vậy để cho các bạn biết mà về mà khi gặp những trường hợp đó mà các bạn có thể xử lý. Còn những cái con này thì dễ rồi, những con này thì các bạn chỉ cần bơm hơi vô thì mình buộc lên nòng thì mình xài thôi, đó, mình bán thôi, không có gì cả. Đó thì đó là những cái điều lưu ý của mình này. Đối với cái sản phẩm bóng bạc này thì các bạn xem những cái lưu ý nào á, khi bắt gặp á, ở ngoài thị trường á, thì các bạn có thể xử lý nó mọi người, để mình có một cách buôn bán hiệu quả và để cho con em chúng ta chơi tốt nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.